Thưa các bạn, trên thế giới hiện nay, một trong những tranh chấp lớn nhất giữa các nước là tranh chấp lãnh thổ. Việc đụng độ, lên án tố cáo nhau giữa nước này và nước khác là chuyện xảy ra như cơm bữa. Mặc dù vậy, hầu hết các nước đều cố gắng giữ cho xung đột không leo thang. Ngoài việc đó ra thì vẫn duy trì quan hệ hợp tác, đặc biệt là trong kinh tế. Bởi suy cho cùng, ai cũng cần tiền để phát triển. Do đó, hầu như rất ít các nước có thể chiếm được một vùng lãnh thổ đang tranh chấp mà không phải trải qua các cuộc chiến hao người tốn của. Việc một nước nào đó tự nhiên dâng một phần lãnh thổ của nước mình cho nước khác thì hầu như không có. Ấy vậy mà cái chuyện chúng ta tưởng chừng như không có hoặc chỉ có trong các câu chuyện cổ tích của Hy Lạp lại xảy ra không phải từ xa xưa mà ngay trong thế kỷ 21, không hề xa xôi ở tận trời Âu hay trời Mỹ mà ngay tại đây, Đông Nam Á, ở một quốc gia láng giềng hết sức gần gũi và thân thương trên biển với Việt Nam, đó là Philippines. Câu chuyện cổ tích đáng quên này xảy ra vào ngày 11 tháng 5 năm 2021 khi phát ngôn viên của phủ tổng thống Philippines là ông Harry Roque tuyên bố đã bắt đầu không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này, đồng thời cho rằng sự hiện diện của tàu Trung Quốc đang bị thổi phồng quá mức. Ông nói, về các cáo buộc xâm nhập, tôi muốn nhắc lại rằng rất nhiều tàu Trung Quốc ở đá ba đầu cách xa Philippines. Chúng ta chưa bao giờ sở hữu khu vực đó. Chúng ta đang cố gắng tạo ra một điều gì vượt ngoài thực tế. Khu vực đó chưa bao giờ thuộc sở hữu của Philippines và vấn đề đang được phóng đại. Đá ba đầu không nằm trong vùng độc quyền kinh tế của Philippines. Nó ở xa, xa lắm. Phát ngôn viên của phủ tổng thống Rodrigo Duterte khẳng định. Vậy tại sao lại có tuyên bố này? Để các bạn dễ hình dung, mình xin nêu qua một số sự kiện như sau. Sự việc bắt đầu khi Trung Quốc tuyên bố ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 16 tháng 9 với mục đích nhằm thúc đẩy phát triển thủy sản bền vững và cải thiện hệ sinh thái ở Biển Đông. Phải khẳng định rằng đây là hành động đơn phương phi lý của phía Trung Quốc, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm các quyền và lợi ích của Việt Nam trên vùng đặc quyền kinh tế. Mặc dù vậy, Trung Quốc đã cử một lực lượng lớn tàu kiểm ngư, cảnh sát biển để đe dọa quấy nhiễu tàu của nước ngoài khai thác hoạt động trên Biển Đông, trong đó có cả tàu cá của Việt Nam và Philippines. Trước khi Trung Quốc thể hiện hành động này, ngày 29 tháng 4 năm 2021, Việt Nam đã lên tiếng khẳng định lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ban hành mới đây đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm pháp luật quốc tế, trái thỏa thuận giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Về phía Philippines, Bộ Quốc phòng Philippines và người đứng đầu cơ quan này, ông Delfin Lorenzana, đã phối hợp với Bộ Ngoại giao để liên tục đưa ra các thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Philippines hôm 3 tháng 5 đã gửi liên tiếp hai công hàm tới Trung Quốc phản đối hành động nguy hiểm của tàu hải cảnh Trung Quốc và yêu cầu Bắc Kinh rút toàn bộ dân quân biển. Ông Lorenzana khẳng định sẽ không lung lay trước sức ép từ Trung Quốc. Ông thừa nhận Bắc Kinh mạnh hơn Manila, nhưng Philippines sẽ bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc bằng mọi thứ Philippines có. Ngoại trưởng Luxi thì thẳng thừng hơn, yêu cầu Bắc Kinh cuốn xéo khỏi Biển Đông trong một bài viết đăng trên trang Twitter cá nhân. Tuy vậy, Tổng thống Philippines Duterte đã gọi điện cho Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để nài nỉ Trung Quốc cho ngư dân Philippines được đánh bắt cá tại các vùng biển đó. Ngay sau đó, ông Duterte đã cảnh cáo nội các rằng chỉ có ông mới có quyền văng tục và các quan chức không nên bắt chước, ý nói các thành viên nội các không được phản đối gay gắt Trung Quốc. Điều này được chính phát ngôn viên Harry Roque thuật lại trong cuộc họp báo ngày 4 tháng 5. Cũng trong ngày 4 tháng 5, không biết có phải từ sức ép của Tổng thống hay không mà Ngoại trưởng Luxin đã chuyển lời xin lỗi tới Bắc Kinh trong một cuộc gọi cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines. Sau phát ngôn nói Trung Quốc hãy cuốn xéo khỏi Biển Đông, phát ngôn viên Roque khẳng định ông Luxin chủ động làm điều này và không chịu sức ép nào của Tổng thống Rodrigo Duterte. Nhưng có vẻ như ông Duterte cảm thấy những lời nhắc nhở của mình cho cấp dưới vẫn chưa đủ sức răn đe, lo sợ có thêm ông bộ trưởng nào đấy vui mồm lại nói vài câu gây căng thẳng với Trung Quốc thì ông lại khó ăn khó nói với ông Tập Cận Bình. Nên ngày 11 tháng 5, để cho chắc ăn, ông cho phát ngôn viên của phủ tổng thống là Harry Roque tuyên bố đá ba đầu không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này, đồng thời cho rằng sự hiện diện của tàu Trung Quốc đang bị thổi phồng quá mức, kiểu như là đấy nhé, các ông lằng nhằng quá, giờ tôi tuyên bố đá ba đầu không phải của Philippines, chưa bao giờ là của Philippines, từ mai đừng có ông nào nói đến việc tại sao Trung Quốc có nhiều tàu ở đây nhé, nói nhanh như thế cho nó vuông. Tuyên bố này của Philippines không những làm cho người dân Philippines thất vọng, đặc biệt là ngư dân, mà còn làm cho các nước Đông Nam Á khác ngã ngửa
đặc biệt là các quốc gia có chủ quyền trên Biển Đông và phản đối sự bành trướng của Trung Quốc như Việt Nam. Dù ông Duterte và người phát ngôn phủ Tổng thống Philippines có nói như thế nào đi nữa, cũng không thể che giấu hết được nội dung cốt yếu của tuyên bố này là khu vực đá ba đầu không phải của Philippines mà là của Trung Quốc. Điều này gây hại không chỉ với Philippines mà còn gây hại cho các nước Đông Nam Á khác, đặc biệt là Việt Nam. Nó sẽ tạo tiền đề xấu cho Trung Quốc trong việc biến một khu vực đang tranh chấp thành khu vực lãnh thổ của mình bằng việc gây sức ép với lực lượng lớn trên biển. Không biết nguyên nhân thực sự của tuyên bố này là gì, nhưng cũng không loại trừ khả năng là một cách để giảm căng thẳng trong nội các và sự bất bình của người dân trong nước rằng khu vực đó là lãnh hải của Philippines hoặc chỉ ít là vùng đặc quyền kinh tế. Tại sao ngư dân ra đó đánh bắt thì lại bị tàu chấp pháp của Trung Quốc ngăn cản? Tại sao chính phủ không làm gì để bảo vệ ngư dân? Thôi thì để cho đỡ mất lòng Trung Quốc, tuyên bố luôn khu vực đó không thuộc đặc quyền kinh tế của Philippines cho nó nhanh. Không phải đặc quyền kinh tế thì lấy cớ gì mà phản đối, lấy cớ gì mà mang tàu ra thủy y lại Trung Quốc? Các ông ngư dân ra đây đánh bắt mà có vấn đề gì thì tự chịu trách nhiệm nhé. Tuần này mình nói vui thôi nhé các bạn, Philippines không nói như vậy đâu, các bạn đừng hiểu lầm. Nói thêm về đá ba đầu, đây là một dạng san hô hình chữ V, có tổng diện tích khoảng 10 km², chỉ nổi lên khỏi mặt nước khi chiều xuống thấp. Nó nằm trong vùng 12 hải lý của đảo Sinh Tồn Đông, thuộc quyền quản lý và chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam đã liên tục theo dõi tình hình tại đá ba đầu và ra tuyên bố nêu rõ quan điểm về vấn đề này. Trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh hoạt động của tàu Trung Quốc tại đá ba đầu nằm trong phạm vi lãnh hải của đảo Sinh Tồn Đông, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt mọi vi phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện UNCLOS 1982, nghiêm chỉnh tuân thủ DOC, đặc biệt là nghĩa vụ kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, tạo môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC, đóng góp vào sự duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực, bà Thu Hằng nhấn mạnh. Tinh thần của tuyên bố này tiếp tục được lặp lại trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 4. Về câu hỏi tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung diễn tập tại Trường Sa, bà Thu Hằng khẳng định quân đội Việt Nam duy trì các hoạt động huấn luyện, diễn tập, nâng cao năng lực nhằm mục tiêu sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Việt Nam sẽ thực hiện đường lối đối sách khéo léo nhưng kiên quyết để bảo vệ ngư dân, cùng ngư dân, vì ngư dân là bảo vệ chủ quyền. Chính phủ Việt Nam đã, đang và sẽ như vậy, chẳng có ai nghi ngờ về điều đó. Bên cạnh đó, lực lượng chấp pháp của nước ta còn ngăn chặn sự xâm phạm gây hấn của Trung Quốc đối với vùng biển của Việt Nam. Đây là trách nhiệm, đồng thời là tình cảm với ngư dân, những người đang ngày đêm bám biển, làm kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước. Vậy nên, người Việt Nam chẳng việc gì phải lo lắng. Biển của ta cứ giăng buồm giông khơi và hãy yên tâm vì bên cạnh bà con luôn có lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển hùng hậu, lúc nào cũng sát cánh cùng bà con ra khơi bám biển. Có thể nói, sự việc vừa đây của Philippines cũng như thái độ của Campuchia ủng hộ yêu sách của Trung Quốc trên biển trong những năm vừa qua sẽ gây ra một chút khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nhưng chắc chắn, nhà nước và nhân dân ta sẽ quyết tâm bảo vệ được sự toàn vẹn biển đảo của quê hương. Thưa các bạn, video đến đây là kết thúc. Các bạn hãy để lại ý kiến, bình luận ở bên dưới nhé. Và đừng quên góp ý cho mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.